Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 67, ta tên là Hứa Đinh Nhược. Trên đường về phủ, Hạ Thiệu Đỉnh như thể đạp mây mà đi, khuôn mặt thủy chung hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khiến cho Đồng Liêu gặp hắn trên đường kinh ngạc không thôi, mọi người không nhịn được mà chiêu ghẹo. Hạ tướng quân gặp chuyện gì vui hả? Hạ thiệu Đình mím môi, cố gắng đè khóe môi đang vểnh lên của mình, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần lại rực rỡ hơn thường ngày. Thoạt nhìn đã biết tâm tình đang rất tốt, mọi người càng nhìn càng cảm thấy buồn cười không thôi. Bỗng nhiên cũng bừng tỉnh, mặc dù tên nhóc này chiến công hiền hách, nhưng Trung Quy vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai, chạc tuổi thằng con láo lếu ở nhà bọn họ, lúc nào cũng khiến bọn họ phải lo lắng, bận tâm. Hạ thiệu đình về đến phủ, Hắn làm thế nào cũng không thể khiến mình lấy lại bình tĩnh để xử lý công vụ, bên tai lúc thì vang lên câu nói, chính là hủy ấy, lúc thì loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi, Đình ca, mọt lịm kia. Thật lâu sau, hắn không thể nhịn được nữa mà đỡ chán cười khẽ. Đồ lừa đảo kia quả nhiên rất xấu xa, trêu chọc trái tim của hắn đến rối tinh rối mù. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc kỳ lân đeo ở trên người. Nhớ lại cảnh tượng đồ lừa đảo tặng nó cho mình năm đó, khóe môi bất giác cong lên. Lần này phải nói lời giữ lời đấy, nếu đã có người trong lòng thì phải tìm cách để nắm chặt trong tay. Một lúc lâu sau, hắn lẩm bẩm nói. Lần này thì khác, không giống như khi hắn muốn nắm chặt tổ mẫu, mẫu thân, gì và cô, bởi vì lần này đồ lừa đảo kia cũng sẽ tìm đủ mọi cách để nắm chặt hắn. Dự vương cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng, vui vẻ trên khuôn mặt nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thấp giọng đồng ý. Được, ta sẽ không nói cho người khác, cũng không nói cho hắn biết. Đường quân giao cong mày nói câu cảm tả, còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng đã bị ngũ công chúa vội vàng chạy đến cường chế kéo đi. Qua đây, qua đây, ta có chuyện muốn hỏi muội. Ngũ mũ công chúa nắm cổ tay của nàng đi như bay. Ôi chao, nắm đau tay muội rồi, nhẹ chút đi mà." Giọng nói mềm mại lẫn tự trách của tiểu cô nương từ xa vọng lại. "Không gãy được đâu, sợ cái gì chứ?" Sau đó là câu trả lời tùy tiện của ngũ hoàng muội của hắn. "Không gãy được nhưng mà đau á." "Được rồi được rồi, không nắm tay muội nữa, mỏng manh thế không biết." Giọng nói của hai người càng ngày càng xa. Dự vương lòng đầy phiền muộn trông theo bóng dáng đã đi xa dần kia, vẻ mặt có chút cô đơn, cũng có chút cảm giác mất mát. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó cũng theo chân bọn họ dầu dĩ rời đi. Khi đi qua một con đường nhỏ tĩnh mịch trong cung, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng trách mắng của cung nhân cách đó không xa truyền lại. Nô tỳ to gan, ngươi chán sống rồi hả? Mà dám đụng vào cô cô? Cô cô tha tội, cô cô tha tội, cô cô tha tội. Ngay sau đó là giọng run rẩy cầu xin tha thứ của một cung nữ trẻ tuổi. Hắn nhíu mày tức giận, tiến tới vài bước, nhìn xuyên qua bụi hoa bên cạnh, hắn trông thấy phía trước không xa có ba cung nhân, trong đó có hai cung nhân đang đứng, người hơi trẻ trong hai người kia đang quở mắng một cung nữ mặc lục y, cung nữ mặc lục y kia quỳ trên đất không ngừng dập đầu xin tha thứ, bên cạnh y phục rơi đầy đất. Các người đang làm gì thế? Hắn nghiêm mặt quát. Tính hắn ôn hòa khoan hậu, xưa nay hắn ghét nhất là hành động y mạnh hiếp yếu này. Lúc này nếu hắn đã tận mắt chứng kiến thì không thể bằng quang đứng nhìn. Dự vương điện hạ. Hai vị công nhân đang đứng vừa nhìn thấy hắn, sợ đến nỗi quỷ bục xuống đất. Cung nhân phạm lỗi tự có người dạy bảo nàng, khi nào đến lượt các ngươi làm dùng tư hình ở đây. Dự vương đã nhìn thấy vệt đỏ ở gò má trên nửa khuôn mặt của cung nữ mặc lục y khi nàng hốt hoảng hãi ngẩng đầu lên. Điện hạ, cung nữ đinh nhược, nàng ta, nàng ta đụng lung tung, cũng không. Cung nhân lúc nãy giáo huấn người lắp bắp muốn giải thích, nhưng dự vương thẳng thừng cắt ngang lời nàng ta nói. Nàng ta đụng vào vị quý nhân nào sao? Là vị quý nhân nào trong cung tai to mặt lớn như thế, con đường to như vậy mà để người khác đụng chúng? Cuối cùng, nữ quan quan từ đầu đến cuối không nói câu nào mặt trắng bệnh, vội vàng dập đầu nói. Điện hạ thứ tội, Tú Nga nhìn thấy quần áo của chủ tử rơi đầy trên đất, trong lúc kích động mới giáo huân nàng ta, chứ nàng không phải cố ý làm vậy, xin điện hạ minh xét. Dự vương cười lạnh, song cũng không muốn dây dưa nhiều với các nàng, vì thế lạnh nhạt nói, đứng dậy đi, lần sau không được làm vậy nữa, sau đó toan rời đi nhưng khi hắn tình cơ bắt gặp ánh mắt của cung nữ đinh nhược thì chợt ngần người. Có lẽ đối phương cũng không ngờ hắn sẽ nhìn về qua đây, vì thế đâm ra hoảng sợ, vội vàng cúi thấp đầu xuống không dám nhìn nữa. Người ngẩng đầu lên. Hắn khẽ siết chặt hai tay trong ống tay áo, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. Hứa đinh nhược nắm chặt cổ tay áo của mình, khẽ cắn cánh môi, mặc dù không biết lần này là phúc hay là hỏa, nhưng đối với nàng ta hiện nay mà nói, chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái như cắn y cục này thì đều là phúc. nàng từ từ ngẩng đầu lên, bởi vì căng thẳng nên càng cắn chặt môi dưới hơn. nàng lén lút liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi. dự vương hít thở không thông, trong một khoảnh khắc hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nữ tử trong bức tranh, nhưng khi quan sát kỹ hơn hắn lại không thể giấu được vẻ thất vọng trên khuôn mặt của mình. Không phải nàng ấy, không phải nàng ấy, mặc dù thoạt nhìn có chút giống nhau, nhưng trung quy cũng không phải, nàng ta không có vẻ yêu kiều động lòng người của nàng ấy, cũng không có vẻ đẹp mỹ lệ khi nàng ấy khóc hay cười, cái vẻ đẹp khiến người ta không thể rời tầm mắt. Hứa đinh nhược lén lút nhìn lên lần nữa thì bắt gặp vẻ thấy vọng trên mặt hắn, nàng lập tức hoảng hốt dầu rằng không biết tại sao hắn có biểu cảm như vậy, nhưng nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu như để vụt mất, những ngày kế tiếp của nàng ở cán y cục sẽ càng chật vật hơn. Điện hạ, cầu xin điện Hà hãy cứu nô tỳ. Cầu xin điện Hà hãy cứu nô tỳ. Nàng bỗng nhiên bổ nhào về phía dự vương đang quay người rời đi, rồi tiên tục dập đầu. Dự vương dừng bước, nhìn nữ tử đang quỳ trên đất không ngừng gật đầu, ấn đường của hắn bất giác cau lại. Ngươi có việc gì cần bản vương cứu ngươi? Cầu xin điện hạ hãy đưa nô tỳ rời khỏi đây, đời này nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn đức của điện hạ, cầu xin điện hạ cứu nô tỳ với. Dự cương đau đầu mà dây thái dương. Ngươi tên là gì? Ban đầu ngươi là người trong cung nào? Bây giờ đang làm việc ở đâu? Nô tỳ tên là Hứa Đinh Nhược, vốn là thị nữ của Đông Cung, bây giờ đang làm việc ở Cán Y Cục nô tỳ không dám vọng tưởng có thể hầu hạ bên cạnh điện hạ, chỉ muốn cầu xin một chốn lương thân trong vương phủ. Hứa đinh nhược ngửa mặt lên, đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn hắn thật sâu, ánh mắt đầy thình cầu lại thêm giọng nói vô cùng bi thương cảm động. Dự vương hơi ngẩn người, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, không rõ có phải là ảo giác của hắn hay không. Nhưng hắn luôn cảm thấy ấn đường của nữ tử này quả thực có phần giống với nữ tử trong tranh của hắn. Chẳng qua, nếu nhìn kỹ lại thì có thể dễ dàng phân biệt được, thực chất hai người này trông chẳng có gì giống nhau. Hắn rủ tầm mắt, thật lâu không lên tiếng. Hứa đinh nhược cuống lên, đặc biệt là khi nàng cảm nhận được hai người kia đang nhìn trong chọc nàng bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, và nàng cũng hiểu rõ nếu như lần này mình không thể thoát khỏi cán y cục, những ngày tháng sau này của nàng nhất định là sống không bằng chết. Điện hạ nàng khẽ kêu lên đầy bi thương, mắt khẽ chớp vài cái, thoát cái hàng mi dài đã thấm đẫm những giọt trâu trong suốt, nhìn trông vô cùng yếu đuối, đáng thương. Đứng dậy đi, người đi theo bản vương về vương phủ, bản vương sẽ đánh tiếng với nội thị giám. Cuối cùng, nàng nghe thấy câu trả lời giống như tiếng trời kia. Đa tả điện hạ, đa tả điện hạ, đa tả điện hạ. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ lại cuống quýt dập đầu về phía hắn thêm mấy cây nữa mới từ từ đứng dậy. Nhân lúc đứng dậy, nàng quét mắt nhìn hai công nhân kia một cái, trong mắt thoáng qua vẻ cay độc, nhưng khi đối mặt với dự vương, nàng lại là cô nương yếu đuối đáng thương đang bất lực vì bị hà hiếp. Nói đến đường quân giao, sau khi bị ngũ công chúa kéo về cung của nàng ta, nàng lập tức nghe thấy tiếng hỏi vội vàng của ngũ công chúa. Có phải trước đó muội đã quen cư sĩ miễn đàm rồi không? Đường quân giao chẳng những không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Tại sao công chúa lại hỏi như vậy? Ta nghi lấy ngày nay hắn đang trốn tránh ta, ta đến phòng sách hải đường mấy lần đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngay lúc nãy, ta nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu tiên gặp mặt hắn ở phòng sách hải đường, muội cũng ở chỗ đó. Hơn nữa, khi ta nghĩ kỹ lại, khẩu âm của hắn nghe giống người bản địa Hà An, trước đây nhà các muội chẳng phải ở phù Hà An sao? Ngũ công chúa nói ra những nghi ngờ của mình. Đường quân giao cảm thấy rát buồn cười. Xem ra cô nương khờ này cuối cùng đã lấy lại lý trí rồi. Nàng còn nghĩ rằng nàng ta sẽ tiếp tục hưng phấn mà đắm chìm trong sùng bái vô hạn với cư sĩ miễn đảm cơ. Hắn vẫn chưa tiết lộ thân phận thật sự của mình cho tỷ sao? Nàng lại hỏi. Ngũ công chúa ôm mặt dầu dĩ, ai oán nói. Hắn cứ không chịu nói ý. Đến cả tên thật cũng không chịu nói, bảo ta cứ gọi hắn là cư sĩ miễn đàm là được rồi. Không cần thiết phải nói cho ta nhà hắn chỗ nào, nguyên quá ở đâu, trong nhà còn có ai. Thế hắn biết thân phận của tỷ rồi hả? Đường quân giao tiếp tục hỏi. Có lẽ chưa biết đâu, mỗi lần ta gặp hắn đều ăn mặc giống cô nương nhà bình thường, chưa từng để lộ thân phận. Ngũ công chúa nghĩ thật kỹ rồi trả lời sao tỷ lại cảm thấy dạo này hắn đang cố ý trốn tránh tỷ? Thì ta nghĩ thế này nè, rõ ràng có vài lần ta nhìn thấy hắn đi vào phòng sách hải đường, nhưng khi ta vội vã chạy vào thì chủ tiệm lại nói hắn chưa từng đến đây. Rõ ràng hắn đã đến mà, hắn nghi ta mù chắc. Ngũ công chúa vừa ấm ức vừa tức giận. Đường quân giao nghĩ kỹ lại, đợt chức nàng bận chuyện của môn vũ với chuyện phát lệnh truy nã đám phương nghi, sau đó còn bận chăm sóc thiếu niên tướng quân ánh trăng của nàng nên quả thực không chú ý đến đường hoài miễn, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng mà, nàng chậm rãi mở miệng. Tỷ đã bao giờ nghĩ rằng, có lẽ hắn đã đoán được thân phận của tỷ, cho nên mới tránh không gặp tỷ không? Ngũ công chúa lấy làm ngạc nhiên. Làm sao hắn đoán được? Đường quân giao khẽ cười. Tam ca đó của nàng từng vào Nam ra Bắc, Kiến thức sâu rộng hơn cả tiểu. Đường đại nhân, có lẽ lúc đầu huynh ấy không hoài nghi thân phận của Ngũ công chúa rồi, nhưng quen biết lâu ngày đương nhiên sẽ phát hiện ra. Dù sao cô nương khờ này cũng thẳng tính, không hề giỏi lừa gạt người. Về phần lúc đầu hắn giấu giếm thân phận với Ngũ công chúa, thật ra cũng là một cách để hắn bảo vệ bản thân trước người mới quen, cũng là vì hắn đang giấu người nhà chuyện hắn viết tiểu thuyết cho nên không tiện để lộ thân phận thật sự với người khác. Ngũ công chúa thấy nàng không trả lời thì cũng không để ý, nản lòng nói. Cũng đúng, hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được rồi. Muội nói xem hắn có ý gì vậy? Hắn đang ghét bỏ thân phận công chúa của ta sao? Đường quân giao. Muội nghĩ hắn làm thế phần lớn là để tránh Tị Hiểm. Tránh Tị Hiểm? Có gì mà phải tránh Tị Hiểm chứ? ta thích hắn, ta còn nghĩ rằng, đợi khi hắn chịu chủ động nói ra thân phận thật của hắn cho ta, ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng mẫu hầu gà ta cho hắn. Ngũ công chúa trông eo, hầm hừ nói ra ý đồ của mình. Đường quân giao sừng sốt mà trợn trừng mắt. Cho nên, cô ngươi khờ này đã nhìn chúng tam ca nhà nàng hả? Tiểu đường đường, muội nói cho ta hắn tên là gì đi? Nhà hắn ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn để hỏi rõ ràng, người ta cũng có phải thú giữ đâu mà đến nỗi hắn phải tránh người ta như vậy chứ. Ngũ công chúa kéo tay của nàng làm nũng hỏi. Đường quân giao trầm mặc một lúc, đắn đo nói. Tạm thời muội không thể nói cho tỷ. Tại sao vậy? Tại sao không thể nói với ta? Ngũ công chúa bất mãn dầu mồm. Muội phải xem huynh ấy có ý gì đã, trong lòng huynh ấy nghĩ thế nào nữa. Dù sao cũng phải tôn trọng quyết định của huynh ấy chứ, không phải sao? nàng kiên nhẫn trả lời. Ngũ công chúa nghĩ một lúc, rồi hiểu rõ lo lắng trong lòng nàng, nàng ta khẽ hừ một tiếng xong cũng không gặng hỏi nữa. Dù sao, người tiểu đường đường quen thì chủ yếu nàng cũng quen, người nàng không biết cũng chỉ có mấy người, nhất là nam tử, thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, cho dù nàng ấy không nói, nàng cũng có cách để biết. Đường quân giao cũng đoán ra ý nghĩ của nàng ta, nên nàng cũng biết rõ, thân phận thật của Đường Hoài mãn không thể giấu được lâu nữa, nàng chỉ không biết vị tam ca kia của nàng rốt cuộc nghĩ thế nào về cô nương khờ này thôi. Khi nàng rời cung về phủ, bèn trực tiếp đến thẳng nhị phòng tìm Đường Hoài Miễn, nào ngờ trên đường đi lại gặp Tiền thị và con dâu Giang thị của bà ta, nàng bị Giang thị kéo tay khen lên khen xuống, còn Tiền thị đứng bên cạnh thì quét ánh mắt soi mói khắp người nàng bà ta nhìn nàng đến nỗi nàng cảm thấy vô cùng tức giận cháu còn có việc nên không quấy dày hai vị nữa nàng lười nhác chào hỏi đôi mẹ chồng nàng dâu này sau đó khách sáo hỏi thăm vài câu rồi rời đi tiền thị cau mày nhìn bóng dáng của nàng cay nhiệt nói con xem cái mông con bé không đủ lớn vừa nhìn đã biết không dễ sinh đẻ tính khí lại không tốt một chút lễ phép cũng không hiểu sau này nếu vào cửa trần gia chúng ta, ta chắc chắn phải dạy lại quy củ cho con bé. Giang thị bị lời nói huyệt tuệt của nàng dọa sợ, cuống cuồng nhìn ngó xung quanh, sau khi biết không ai chú ý tới bên này, nàng ta mới nhỏ giọng nói. Nương, người nghĩ cái gì vậy? Dũng ca nghĩ viển vông thì thôi đi, chẳng lẽ ngay cả người cũng hồ đồ theo hắn? Vị này là người chúng ta dễ dàng lấy được sao? Tiền thị không vui nhà chúng ta muốn tiền có tiền, muốn đất có đất, muốn nhà có nhà, dũng ca tuấn tú lịch sử, còn có một ông chú làm quan, có một cô cô làm cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ còn không xứng với con danh này sao? Giang thị đau đầu không thôi, cũng không biết nên khuyên bà ta thế nào. Đầu tiên, không nói đến việc phẩm cấp của em gì có được tính là đại quan hay không, cho dù hắn có là quan nhất phẩm, thì tam lão gia nhà họ đường cũng không phải hạng tép diêu gì người ta đường đường là thượng thư đại nhân, dưới gối cũng chỉ có một nữ nhi, bình thường yêu thương còn không xuể, sau này kén gì kiểu gì cũng phải bắt bé lắm. Lại nói, từ nhỏ cô nương kia đã ra vào cung, con cái hoàng thất, quan to lẫn quý nhân đều quen biết rất nhiều, còn cái thằng con không nên thân nhà nàng lấy cái gì để tranh với người ta chứ. Đường quân giao không biết chủ ý của tiền thị, nàng bước nhanh đến vào viện của đường hoài miễn, thấy hắn đang ngồi đờ đẫn bên cạnh cưa sổ, nàng bèn gión ra gión rén đi tới, lúc đi đến gần, nàng bỗng nhiên la to một tiếng, đường hoài miễn sợ tới mức cả người run bắn lên, nhìn thấy là nàng, hắn tức giận nói. Nha đầu xấu xa này, làm tam ca sợ xỉu. Đường quân giao cười tít mắt đến gần bên cạnh hắn. Tam ca đang nghĩ gì vậy? Nghĩ cái gì mà xuất thân thế, trông ngốc chết đi được. Nào có nghĩ cái gì, Đường hoài miễn trột dạ mà né tránh ánh mắt của nàng. Đang nghĩ đến ngũ công chúa ư? Cái gì mà ngũ công chúa với trả lục công chúa, ta không, nàng là ngũ công chúa sao? Chính là ngũ công chúa được nuông chiều nhất trong cung sao? Đường hoài miễn giả bộ mơ hồ, nhưng lập tức tỉnh ngộ, mở to hai mắt không thể tin nổi. Chẳng lẽ huynh vẫn chưa biết thân phận của nàng ư? Đường quân giao bất ngờ. Đường hoài miễn nghẹn hỏng nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu mới lầm bầm. Ta chỉ đoán được thân phận của nàng chắc chắn không tầm thường, nhưng không hề nghĩ tới nàng chính là ngũ công chúa đương triều, ngũ tĩnh an, đúng rồi, ngũ công chúa tĩnh an, sao đến bây giờ ta mới nghĩ tới nhỉ? Sao, ngũ công chúa U Gong Chu và U Trinh An ngũ tĩnh an, trong đó U và U Hán Việt đều là ngũ. Hắn vỗ vào gáy, nhìn trông đang vô cùng hối hận đường quân giao hết nói nổi, ngũ tĩnh an, cô nương khờ kia đến cả một cái tên giả cũng lười đặt, còn người xưa nay thông minh như tam ca lại không hề nhớ tới ngũ công chúa ở trong cung. Thế dạo này huynh đang trốn tránh nàng ấy hả? Nàng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Đường hoài miễn ngượng nghịu trả lời. Ta nói thì muội không được cười nhạo ta nhá. Thì ta, thì ta đột nhiên cảm thấy, ngũ cô nương, không, ngũ công chúa hình như có ý với ta, Thế nên, thế nên ta mới, mới cảm thấy có chút mắc cỡ. Ngay sau đó hắn lại trừng mắt nhìn nàng nhấn mạnh. Muội không được cười nhạo ta tự mình đa tình đâu đấy nhé. Ta nói cho muội biết, tam ca của muội là cao thủ viết tiểu thuyết, cho nên tâm tư của cô nương vừa nhìn đã có thể nhìn ra ngay. Lát sau, hắn lại nhụt chí. Nhưng nếu nàng là ngũ công chúa, thì chắc là ta hiểu nhầm rồi. Đường quân giao thử thăm dò, hỏi nếu huynh không hiểu nhầm thì sao vậy thì phải càng cách xa nàng ấy hơn đường hoài miễn trả lời nhanh như chớp tại sao phải cách nàng hơn môn không đăng hộ không đối còn dây dưa tới lui làm gì đường hoài miễn có chút buồn bã nói thật đáng tiếc mà khó lắm mới gặp được một cô nương nói chuyện ăn nhịp với hắn như thế lúc này đường quân giao đã hiểu được nỗi đắn đo trong lòng hắn vì thế khi huynh ấy phát hiện cô nương khờ kia có ý với mình, có lẽ huynh ấy cũng có chút rung động, nhưng nào ngờ lại phát hiện ra xuất thân không tầm thường của cô nương ấy. Với thân phận của hắn lúc này sợ rằng không xứng với nàng, cho nên hắn mới giải quyết dứt khoát, trực tiếp trốn tránh để không gặp nhau nữa. Nàng cười khẽ. Nhưng mà tam ca này, có một chuyện huynh cần phải biết, ngũ công chúa đã biết hai chúng ta quen nhau rồi. Dù huynh có trốn không gặp thế nào, sớm muộn gì nàng ấy cũng có thể biết được thân phận thật của huynh. Đường hoài miễn ngục đầu. Vậy thì đợi đến lúc đó lại nghĩ cách tiếp thôi. Thấy hắn buồn bã, ỉu xìu như thế, đường quân giao bật cười, xong cũng không nói thêm cái gì nữa. Dù sao với tính cách của ngũ công chúa, một khi đã nhận định ai, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, đến lúc đó hai người này sợ rằng vẫn còn dây dưa với nhau. Đêm đến, đường quân giao theo thói quen cầm chiếc khóa trường mệnh đã hỏng lật đi lật lại lam thuần đang thu xếp giường đệm thấy thế bèn nói cái khóa trường mệnh này hỏng rồi cô nương không định cầm đi sửa sai có lẽ thứ này vẫn có thể sửa được không giống lá bùa hộ mệnh kia chảy hỏng là hỏng bùa hộ mệnh gì cơ đường quân giao thuận miệng hỏi chính là cái kia đó cái đặt trong dương ý buổi sáng lúc muội dọn dẹp thì nhìn thấy nó bị cháy hỏng rồi Giữ lại cũng không dùng được, tại sao còn phải cất đi vậy? Lam Thuần quay lại và đưa cho nàng một chiếc bùa hộ mệnh cũ. Đường quân giao cầm lấy nhìn, nàng nhớ lại, nghe nói đây là bùa hộ mệnh khi nàng còn bé đã thay nàng cản hung thần, sau đó bị nàng lấy từ chỗ vương thị tới dây, nó vẫn luôn do Bích Văn cất giữ, cũng không biết làm sao Lam Thuần tìm được nó. Cất lại đi, cũng chả chiếm bao nhiêu chỗ. Với lại trước đây tổ mẫu đã căn dặn phải bảo quản thật kỹ, không được làm mất, nói thế nào thì nó đã từng thay ta chắn hung thần. Nàng đưa nó cho Lam Thuần. Lam Thuần nhận lấy, đặt nó dưới bàn tròn bên cạnh rồi tiếp tục thu xếp chăn đềm. Tiếng gõ phía xa chốc chốc lại vang lên, đường quân dao nhắm mắt nằm trên giường, hô hấp đều đều. Cũng không biết qua bao lâu. Hà bao nàng đặt dưới gối bỗng nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt có một làn khói xanh từ từ bay lên, lát sau, một bóng người lặng lẽ đứng bên cạnh giường, thất thần nhìn cô nương đang ngủ say trên giường. Giao giao. Thật lâu sau, người nọ cất tiếng gọi khẽ, ánh trăng dọi khắp phòng và chiếu lên gương mặt của nàng ta, gương mặt kia chính là của ngôn vũ, vốn đã mất tích từ lâu. Ngôn vũ rủ mắt, buồn bã nhìn về phía khuôn mặt đang say ngủ trên giường. Xin lỗi người, giao giao, đều là do ta đã làm liên lụy đến người nếu không phải tại ta thì đời trước ngươi cũng không cần vất vả như vậy nay ngươi có thể giống như đời trước vô tư thoải mái lớn lên trong sự yêu thương của cha nương và huynh đệ nói đến đây trong mắt nàng ta đã ngấn lệ ta đáng lẽ nên chết sớm như đời này thi thể chôn vùi trong đất vàng linh hồn biến mất khỏi nhân gian thể xác trở về với cái bụi chứ không phải giống như đời trước mặc người thao túng vây khốn linh hồn của ngươi bằng một cơ thể vốn không nên tồn tại trên đời này. Hai mắt đẫm lễ của nàng cuối cùng không kiềm chế nổi mà rơi, lách tách, xuống. Giao giao, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là đường quân giao, đời trước hay đời này đều là đường quân giao. Bất luận là đời nào, trên đời này cũng không hề có hứa quân giao. Hứa quân giao, chẳng qua chỉ là trò cười, một âm mưu viển vông xa vời mà thôi. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, Tên của ta hứa đinh nhược, hứa đinh nhược. Nhưng mà đời này, ta nguyện được gọi là ngôn vũ. Nước mắt của nàng rơi, tí tách tí tách, một cách dữ dội, giọng điệu trở nên nghẹn ngào. Nhưng sợ khóc ra tiếng đánh thức người trên giường nên chỉ đành cắn chặt khăn tay, nuốt tiếng khóc nức nở xuống dưới. Thật ra nàng ta đã khỏi từ lâu, chỉ cần ở bên cạnh giao giao, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến thế nào đều có thể nhanh chóng khỏi bệnh bởi vì từ kiếp trước, nàng đã ẩn mình trong chỗ tối, sự tồn tại của nàng đều dựa vào linh hồn của Giao Giao và được nuôi dưỡng bởi linh hồn của nàng ấy. Nàng chính là một kẻ cắp, một kẻ cắp từ đầu tới cuối, nàng dựa vào việc đánh cắp tuổi thọ của Giao Giao để nuôi dưỡng linh hồn yếu đuối của mình. Nàng như vậy, sao còn mặt mũi để ở bên cạnh nàng ấy? Còn mặt mũi nào để hưởng thụ lòng tốt của nàng đối với mình? ngôn vũ mất đi ký ức có thể mặt dày mày dạn bám lấy nàng ấy nhưng hứa đinh nhược đã khôi phục lại ký ức thì không có tư cách ấy cũng không có mặt mũi nào mà làm vậy sau một lúc lâu nàng lau qua loa nước mắt trên mặt lại lần nữa nhìn thật kỹ khuôn mặt trên giường cuối cùng quay người lẳng lặng bay ra khỏi phòng a à, vũ đường quân giao chợt tỉnh giấc phần phật đẩy màn trứng ra nhưng trong căn phòng rộng lớn này trừ nàng ra không hề có bóng dáng của ngôn vũ. Cô nương làm sao vậy? Có phải mơ thấy ác mộng không? Làm thuần trực đêm ở ngoài phòng khoác áo vội vàng đi vào. Không sao không sao, chỉ là, chỉ là ta vừa nằm mơ thấy một người bạn rất lâu rất lâu rồi không gặp thôi. Đường quân giao cố gắng nở nụ cười với nàng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác trống rỗng không thể giải thích được. Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, nói không chừng ngày mai cô nương có thể gặp lại người bạn kia đấy. Lam Thuần không biết nàng đang nghĩ gì, nàng ta chỉ cười hì hì an ủi. Nếu được như thế thật thì tốt quá. Đường quân giao nói lầm bẩm, nàng lại nằm xuống giường trong sự chăm sóc tận tình của Lam Thuần. Một lát sau, nàng lấy hạ bao ở dưới gối ra, lấy khóa trường mệnh trong túi ra rồi vuốt ve vết nứt trên mặt khóa. Rốt cuộc người thế nào rồi? Là do thương thế chưa khỏi, hay do ngươi tham ngủ? Sao nhiều ngày rồi mà cũng không thấy ngươi xuất hiện? Nàng nhỏ giọng trách cứ. Một lát sau, nàng thở dài một hơi, cất chiếc khóa trường mệnh vào trong hà bao, kéo chăn đắp lên người, chậm rãi khép hai mắt lại. Nhưng lần này nàng không thể ngủ được, cũng không biết đó có phải ảo giác của nàng không, mà nàng luôn cảm thấy có ai đó đang thút thít bên tai mình nói với nàng hết lần này tới lần khác, tên ta là Đinh Nhược. Nhưng Đinh Nhược là ai? Là hứa Đinh Nhược của Đông Cung trước đây ư? Mãi cho đến khi âm thanh từ xa vọng lại trở nên mơ hồ, nàng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mê man. mươi 68, cô nương tốt nhất. Sau khi rời khỏi phủ thượng thư, môn vũ lặng lẽ bay trên con phố trống vắng với vẻ mặt mù mịt. Nàng không hề thuộc về thế giới này, rời khỏi giao giao nàng có thể đi đâu được đây? Trên thế gian này còn có chỗ nào an toàn hơn ở bên cạnh giao giao sao? Nàng ta cao mày, xoay người nhìn về phía cổng lớn của phủ thượng thư, trong một khoảnh khắc nào đó nàng thật sự muốn bất chấp tất cả mà. Chạy về bên cạnh giao giao giả vờ rằng mình vẫn là môn vũ cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Nhưng mà... Ôi! Nàng thở dài thườn thượt, mồi sụp xuống thềm đá trước cổng lớn của phủ thương thư, đưa tay ôm mặt rồi bắt đầu ngẩn người. Phải làm sao đây ta? Phải đi nơi nào đây? Một tiếng băng vang lên, làm môn vũ sợ đến nỗi nhảy dựng cả người. Nàng ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nam từ trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, tay cầm chiêng đồng vừa đi trên đường vừa kêu theo nhịp trời hanh vật khô, cẩn thận cùi lửa. Nàng xoa ngực rồi hít một hơi dài bĩu môi không vui nói. Cái gì vậy trời, làm người ta hết hồn. Thừa dịp người nọ đi qua trước mặt nàng, nàng bỗng nhiên bay tới, cầm khăn quạt mạnh vào gáy người nọ, trông thấy người nọ lạnh dùng mình rồi rụt cổ vào, nàng ta lập tức bật cười ha ha. Cười một lúc, nàng ta đi theo sau người nọ, học theo giọng điệu và động tác của đối phương mà cất tiếng kêu như thật. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa kêu lần nào thì nàng ta bụng miệng cười lần ấy, tự chơi một mình vô cùng vui vẻ. Khi người nọ cất chiêng đồng chuẩn bị về nhà, nàng ta xoa hai bên má đã cười đến nỗi mỏi như, bấy giờ mới chú ý tới bản thân mình đã rời khỏi phủ thượng thư lúc nào không hay và hiện đang ở một nơi xa lạ. Nàng ta đứng như trời trồng giữa đường, nhìn quanh bốn phía, không có một chỗ nào mà nàng ta quen thuộc, cũng không thấy nổi một người nàng ta quen biết không biết qua bao lâu tiếng gà gáy từ xa vọng lại cuối cùng cũng khiến nàng ta lấy lại tỉnh táo trời sắp sáng rồi ư ta phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi nàng tự nói một mình sau đó bước chậm trên đường lớn tìm kiếm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi chợt nàng ta thấy trước cửa một hộ gia đình cách đó không xa bầy rất nhiều bình hoa mơ trắng đúng lúc nàng cũng cảm thấy hơi mệt nên nhanh chóng hóa thành một làn khói xanh rồi chui vào trong không ổn không ổn, chẳng có chỗ nào tốt, thoải mái và an toàn như ở bên cạnh giao giao. Ta muốn quay về với giao giao cơ. Hu hu, nhưng mà ta không dám. Nếu như giao dao biết đời trước ta và nàng ấy ở trong cùng một thân thể, ta còn hấp thu sức sống của nàng ấy để trưởng thành thì chắc chắn nàng ấy sẽ hận ta. Nàng co người lại. Vừa tủi thân vừa khó chịu mà lầm bầm. Trong lòng lúc thì vang lên tiếng phản bác yếu ớt mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, thì ngươi đều là bên được lợi, chỉ với điểm này đã đủ thẹn với giao giao rồi, sao ngươi có thể tiếp tục lợi dụng lòng tốt của giao giao rồi mặt dày mày mặn ở bên cạnh nàng ấy chứ? Nàng nức nở nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ chảy ròng ròng, rồi vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nơi chân trời xuất hiện những vệt trắng bạc, chủ nhà bắt đầu một ngày bận rộn, chưa đầy một canh giờ, một người phụ nữ trung niên đi từ trong nhà ra sau đó ôm từng cái bình cạnh cửa vào nhà. Ngôn vũ bị mùi rượu nồng nặc sông tỉnh, nàng hắt hơi một cái, sau đó rụi rụi cây mũi, ngơ ngác mở mắt ra, phát hiện mình bị ngâm trong rượu thì giật mình tỉnh ngủ, không chút nghĩ ngợi bật ra khỏi bình. Nàng mếu máu trực khóc khi nhìn thấy quần áo ướt sũng, nồng nặc mùi rượu. Nàng không kịp quan sát xung quanh, khi thấy phía trước không xa có một cái ao, nàng nhảy phát vào mà không cần suy nghĩ, sau đó dùng sức cọ rửa cơ thể. Hồi chết mất, nếu giao giao ở đây kiểu gì cũng tức giận cho xem. Đinh Nhược, đã chuẩn bị xong nước chưa? Điền Hà sắp dậy rồi đó. Ở phía sau này chợt vang lên một giọng nói xa lạ, nàng vô thức dạ một tiếng, khi biết đối phương không gọi mình, nàng ngây ngô gãi đầu, đứng dậy khỏi ao rồi nhân tiện khôi phục lại quần áo hóa ra ở đây còn có người trùng tên với ta nàng vui mừng nói nhất thời không nhịn được bèn đi theo phía sau nữ tử trẻ tuổi tên là đinh nhược kia nàng hiếu kỳ quan sát khắp người nàng ta hoàn toàn không chú ý tới nơi mà mình đang ở ớ ờ, cô nương này hình như hơi quen mắt nha nhưng khuôn mặt này nàng quả thực chưa từng nhìn thấy nàng buồn bực gãi tai đi sát theo sau nữ tử kia nhìn nàng ta bưng chậu nước nóng đi vào trong một viện Dẫm lên con đường hình chữ thập trong viện rồi đi tới trước cửa một căn phòng. Cửa phòng bị người ở bên trong mở ra, sau đó có một nữ tử trẻ tuổi bước ra từ bên trong. Hỏa quyên. Ngôn vũ nhận ra nữ tử này, nàng lập tức sừng sốt, nhìn ngó bốn phía một phen, bấy giờ mới phát hiện ra mình đang ở trong phủ của dự vương. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy hỏa quyên đang nhìn liếc nhìn nữ tử tên là... Đình Nhược giọng nói của nàng ta tràn đầy miệt thị. Ngươi là hứa đinh nhược. Vâng à, nô tỳ chính là hứa đinh nhược. Hứa đinh nhược cúi thấp đầu, dịu dàng trả lời. Ngôn vũ lập tức dậm chân. Cái gì cơ? Ngươi cũng tên là hứa đinh nhược á. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Nàng mở to hai mắt, tiến đến phía trước nhìn hứa đinh nhược chằm chằm, không hề chú ý tới những lời họa quyên nói mãi cho tới khi hứa đinh nhược đưa chậu trong tay cho hỏa quyên sau đó huyền truyền hành lễ rồi quay người rời đi nàng mới phiền não nhíu đôi lông mày vắt hết óc nhớ lại ký ức trước đây cô nương cùng tên cùng họ với nàng mang đến cho nàng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc nàng chắc chắn đã gặp nàng ta ở đâu rồi nhưng mà ở đời trước vào lúc cây chết đang đến gần khi linh hồn của nàng sắp rời khỏi thể xác thì bị người nào đó cưỡng chế kéo về và trói buộc vào thân thể nhỏ bé ban đầu sau đó nàng trải qua hai đời những ký ức về cha mẹ cũng dần trở nên mơ hồ bây giờ làm sao nàng có thể cảm thấy quen thuộc với một cô nương xa lạ được nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên cớ nàng ảo não vỗ lên đầu bay lung tung khắp nơi thì bay vào một gian phòng bỗng nhiên nàng bị hấp dẫn bởi hai bức tranh treo trên tường trong phòng. môn vũ ngơ ngẩn nhìn nữ tử trong bức tranh đã cũ kỹ kia, trái tim thắt lại. nàng vô thức tiến về phía bức tranh đó, rồi nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve nữ tử trong tranh, sống mũi cay cay. nương. nàng thì thào gọi, nước mắt dâng đầy khóe mắt. nương. nàng khàn giọng gọi thêm một tiếng nữa, cuối cùng không nhịn nổi nữa nước mắt rơi lã chã, tách tách nàng không ngờ rằng có thể nhìn thấy bức tranh của mẫu thân trong thư phòng của phủ dự vương. Cho dù thời gian qua lâu khiến cho ký ức của nàng trở nên mờ hồ, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn biết rằng nữ tử trong tranh này chính là mẫu thân ruột của nàng. Nàng vuốt ve bức chân dung và khóc đến nỗi không thể kiếm soát được bản thân, không ngừng cất tiếng gọi, nương, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng chim chóc bên ngoài cửa sổ. Nàng sụp xịt lau đi nước mắt, bỗng cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra giọng nói của dự vương từ phía sau truyền vào nàng làm việc của nàng đi để đinh nhược vào đây hầu hạ ta là được nhưng mẹ nhưng nô tỳ đi gọi đinh nhược ngay à hỏa quyên không cam lòng trả lời ngôn vũ lau qua loa nước mắt khi nàng đang định tìm một chỗ để ẩn thân thì bỗng nhiên chú ý tới bức tranh treo bên cạnh bức chân dung của mẫu thân nữ tử trong bức tranh đó chính là nàng nàng sừng sốt khẽ nhách môi, nhìn đăm đăm vào bức tranh vẽ, bản thân, mỗi cây nhăn mày mỗi một nụ cười, giống nàng, mà cũng giống giao giao, nói đúng ra là người trong bức tranh chính là hứa tục phi, người có hai linh hồn một yếu đuối một mạnh mẽ ở đời trước. Thình an điện hà Giọng nói của hứa đinh nhược vang lên trong phòng, môn vũ lấy lại tinh thần rồi quay người nhìn qua. Nàng trông thấy bờ môi thấp thoáng ý cười của hứa đinh nhược, nàng ta đang dịu dàng bước vào phòng. Nàng ngơ ngác nhìn nàng ta, cũng không biết qua bao lâu, chợt phúc trí tâm linh, sao, vỗ tay một cái. À, ta biết rồi, người chính là Đinh Nguyền Tỷ Tỷ. Sao, phúc trí tâm linh, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Cô nương cho nàng cảm giác quen thuộc này chắc chắn là tỷ tỷ của nàng. Đinh Huyền tỷ tỷ từ nhỏ đã thích ức hiếp nàng, lúc nào cũng cướp đồ của nàng. Đáng ghét, bản thân tỷ cũng có tên, sao cứ phải cướp tên của người ta vậy? Tỷ còn lâu mới tên là Hứa Đinh Nhược, rõ ràng tỷ tên là Hứa Đinh Huyền mà. Nàng bất mãn vanh tới bay lui quanh người Hứa Đinh Nhược, miệng không ngừng lầu bầu. Hứa Đinh Nhược không biết có người đang lầu bầu bên cạnh nàng ta trong tim trong mắt nàng ta lúc này chỉ có nam tử có thân phận tôn quý nhưng tính tình ấm áp. Nàng biết rõ vinh quang của cuộc đời mình hoàn toàn phụ thuộc vào nam tử này, vì vậy nàng nhất định phải nghĩ mọi biện pháp để thu hút sự chú ý của hắn, tiếp đó khơi dậy lòng thương hại của hắn đối với mình. Và sự thật đã chứng minh, mọi thứ nàng làm đều có hiệu quả. Chỉ ít, họa quyên từng vô cùng coi thường nàng, nay vì sự sủng ái của dự vương đối với nàng mà đã đưa nàng lên làm cường địch hàng đầu. Nhưng nàng không mảy may sợ hãi, thủ đoạn ban đầu của bành lương để còn cao minh hơn họa quyên rất nhiều, nhưng nàng vẫn có thể xông xáo tìm cho mình một con đường dưới mí mắt của nàng ta, nếu không phải thái tử đột nhiên bị phế, thì có lẽ lúc này nàng đã trở thành thị thiếp của thái tử, nói không chừng còn hoài long trùng rồi. Nhưng cũng không cần vội, Dự vương cũng rất tốt, hắn cũng có khả năng trở thành tân thái tử. Ngày tương vương rời kinh, thiên hy đế và hoàng hậu dắt tay nhau đứng trên cổng thành, dõi theo nghi giá của nhi tử đi xa dần, cuối cùng hóa thành chấm đen rồi biến mất trong tầm mắt. Hoàng hậu rưng rưng nước mắt, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần lại không tính là tệ. Trên thực tế, sau khi hai nhi tử bắt tay làm hòa, tảng đá lớn đè trên tim nàng nhiều năm cuối cùng cũng được rời đi, bệnh tình của nàng cũng nhờ đó mà có chuyển biến tốt lên. Dù rằng như vậy, nàng cũng rất rõ ràng sinh mệnh của mình cũng không kéo dài được bao lâu, trước khi chết có thể nhìn thấy hai nhi tử tháo gỡ được khúc mắc nhiều năm, nàng cũng không còn gì hối tiếc. Đầu tiên là thái tử bị phế, tiếp theo là tương vương chủ động xin chỉ rời kinh thành tới đất phong, khiến cho đông đảo quần thần vốn cho rằng tương vương sẽ trở thành tân thái tử phải lấy làm ngạc nhiên. Sau đó vào thời điểm này, tín vương liên tục lập công, khiến cho lòng nhan hết sức vui sướng, thậm chí hắn còn được thiên hy đế hết lời khen ngợi và ban thưởng. Từ đó chúng quần thần cuối cùng cũng chuyển tầm mắt lên hoàng thứ tử của hoàng đế, người trước nay không bao giờ để lộ tài năng. Tín vương rộng lượng nhân hậu, coi trọng người tài đức xét về những việc trước đây đã làm thì hắn chính là một người tài giỏi một vị hiền vương hiếm có bất giác trong triều đã có người yêu cầu sắc phong tín vương làm thái tử đồng thời yêu cầu này càng ngày càng mãnh liệt người ủng hộ tín vương cũng càng ngày càng nhiều trên danh nghĩa tuy hắn vẫn chưa được sắc phong làm thái tử nhưng mơ hồ đã có thế lực của thái tử sau khi đường quân giao biết tin thì vô cùng cảm thán không ngờ rằng đời này sau khi thái tử bị phế người nhảy ra không phải tương vương, mà là dự vương, một người vẫn luôn giống như người vô hình. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng cũng không dám hoàn toàn khẳng định người cuối cùng ngồi trên ngai vàng vẫn là dự vương. Lúc này, nàng đang chống khuỷu tay lên thư án của đường tùng niên, chống cầm hỏi. Phụ thân, người nghĩ bệ hạ sẽ xác lập tín vương làm thái tử chứ? Đường tùng niên đặt quyển sách trong tay xuống, cười nói tiểu nha đầu sao lại có hứng thú với những chuyện này vậy người nói đi mà nói đi mà liệu bệ hạ sẽ xác lập tín vương làm thái tử chứ đường quân giao dục đường tùng niên lắc đầu trả lời tâm vua khó dò cách nghĩ của bệ hạ không phải là thứ mà chúng ta có thể suy đoán được huống chi thân làm thần tử ta chỉ cần tuân theo ý chỉ của bệ hạ mà thôi những chuyện còn lại không cần quan tâm Đường quân giao nghĩ một lát, lại hỏi. Thế nên, người phụ thân tần trung là bệ hạ, đối với phụ thân mà nói, chỉ cần thái tử là người được bệ hạ đích thân chọn, bất kể là ai, người đều tận trung với hắn. Đường tùng niên vê cầm vuốt dâu, cười khẽ. Bảo Nha nói chí phải. Đường quân giao nhếch miệng cười, đang muốn nói tiếp thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nàng lập tức cảm thấy không vui, cất giọng gọi Lam Thuần lại, để nàng ta đi xem đã xảy ra chuyện gì. Làm thuần lĩnh mệnh, chưa đầy một khắc đã quay về. Nghe nói, vị lão thái thái, tiền thị, của Trần Gia chọc giận phu nhân, trời đồng một hồi thì đã được người khuyên nhủ ra về, bây giờ phu nhân vẫn đang ở trong phòng tức giận. Cha con hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Có biết tại sao lão thái thái lại chọc giận mẫu thân không? Đường quân giao lại hỏi. Làm thuần hết nhìn nàng rồi lại nhìn về phía đường tùng niên, sau đó mới nhỏ giọng nói. Hình như là vì chuyện hôn sự của cô nương, lão thái thái kia muốn xin gả cô nương cho cháu trai của bà ta, phu nhân không bằng lòng, nên lão thái thái kia đã nói những lời khó nghe, phu nhân nghe xong liền tức giận, trực tiếp phân phó kẻ dưới tiến khách. Đường quân giao sừng sốt, không ngờ rằng chuyện này lại liên quan tới mình. Nàng chưa nói gì thì đường tùng niên đã giận tím mặt. Há có lý đấy, dũng ca nhà các nàng hả, văn không thành, võ chẳng xong, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng lại không phải kẻ đàng hoàng đứng đắn, thế mà cũng dám có ý với bảo nha của ta sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đầu hắn nghĩ cái quỷ gì không biết. Truyền lời của ta, lần sau nếu hắn còn dám đến viện của chúng ta thì trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. Ở đời này, đây là lần đầu tiên đường quân giao thấy hắn tức giận thế này nàng có chốt mới lạ có có buồn cười và cũng có chốt cảm động lão già quả thực rất yêu thương nàng trong mắt của ông e rằng trên đời này chẳng có nổi mấy người xứng đôi với nàng còn có mẫu thân một người tính tình mềm mỏng bình thường luôn ăn nói nhỏ nhẹ chỉ khi cảm thấy con mình bị bắt nạt mới đột nhiên mất bình tĩnh mà cáu kinh Nguyễn Thị quả thực bị tiền thị chọc cho phát cáu. Nàng không ngờ rằng tiền thị sẽ có ý nghĩ này với nữ nhi của nàng. Tiền thị nói hy vọng hai phủ trần đường thân càng thêm thâm, khi bà ta muốn hỏi cưới đường quân giao cho cháu trai dũng ca của trần gia bà ta, nụ cười trên mặt Nguyễn Thị cứng lại, nhưng vẫn khách khí nói. Con bé còn nhỏ tuổi, tạm thời không tính đến chuyện hôn sự. Tiền thị không cho là thế, năm sau phải cập kê rồi còn nhỏ bé cái gì nữa, cô nương nghị thân vào thời điểm này đầy ra đấy, có cái gì mà sợ. Ta biết hai người các ngươi thương nhất đứa con gái này, nhưng mà nuông chiều cũng hơi quá rồi đấy, làm con bé bị chiều thành hư. Các ngươi không nỡ dạy bảo thì nhanh chóng định hôn sự cho con bé đi, ta sẽ thay các ngươi rèn rũa tính tình của con bé, sau này gả ra ngoài tránh chọc dẫn người khác rồi trở thành trò cười chỉ vì không biết khiêm nhường. Sắc mặt Nguyễn Thị ngày càng khó coi nụ cười cũng dần được thu lại, nhàn nhạt, nhạt, nói. Đa tạ mợ lo lắng. Không dám làm phiền lão nhân ra người. Đấy là chuyện bất đắc dĩ thôi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn sau này con bé gả vào trần ra chúng ta rồi gây ra một đống phiền phức. Theo ta ấy à, nếu các người có thể nghiêm khắc dạy dỗ nữ nhi từ sớm thì bây giờ làm sao đến nông nỗi này? Ta nghe nói con bé còn thường xuyên chạy ra bên ngoài cùng châu ca, như thế còn ra cái thể thống gì? chưa xuất giá mà đã không an phận như thế, sau này nếu gả cho người há chẳng phải không tuân thủ nữ tắc sao? đủ rồi. Nguyễn Thị không nhịn nổi mà cắt ngang lời bà. Tiểu nữ rất tốt, ta rất hài lòng về con bé. còn về lệnh tôn, xin thứ cho tiểu nữ không thể trèo cao. ta còn có việc nên không thể giữ mợ lại uống trà. ván cầm tiễn khách. ngươi, ngươi đúng là chó cắn lá động tân, không biết lòng tốt của người. Tiền thị cũng nổi giận, vẫn muốn nói thêm vài câu nhưng vãn cầm đã đẫn hai vú già thân thể khỏe mạnh đi vào, cưỡng chế mời bà ta đi. Tiền thị giận tím mặt, trời đồng suốt đường đi, khi những lời khó nghe của bà ta truyền tới, Nguyễn thị suýt nữa không nhịn nổi mà xông ra vả vào miệng của bà ta. Phỉ phui, cái thứ xa cơ thất thế, không xứng sách dày cho bảo nha nhà ta. Khi đường quân giao vào phòng hỏi thăm tình hình thì nghe thấy tiếng chửi xưa nay chưa từng có của Nguyễn Thị, nàng lập tức bật cười, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng và thoải mái. Lại nói về chúng quần thần, bọn họ đợi tới đợi lui nhưng chẳng những không đợi được ý chỉ xác lập tân thái tử của bệ hạ, mà đợi được ý chỉ tứ hôn dự vương với lương dục yên, cháu ngoại của trung thư lệnh kỷ uyên. Mọi người đều biết vị lương cô nương này từ bé đã được nuôi dậy dưới gối của kỳ phu nhân, không khác gì nữ nhi thân sinh của kỳ phu nhân, cho nên không có gì ngạc nhiên khi nàng được tứ hôn với dự vương làm chính phi. Dẫu sao, kỳ đại nhân không nhi không nữ, thương yêu nhất là đứa cháu gái này, bệ hạ lại coi trọng kỳ đại nhân, nên đương nhiên sẽ cất nhắc vị lương cô nương này sau khi đường quân giao hay tin thì không khỏi cảm thán dự vương và lương dục yên quả thật là có duyên kết tóc làm phu thê. Nhưng mà hiện tại nàng chẳng có tâm tư để nghĩ đến chuyện kết tóc của đôi phu thê hai đời này, nàng nhìn chằm chằm hai người dưới tảng cây trước mặt, hết xoắn lại kéo căng chiếc khăn trong tay. Hai người này, một nam một nữ, nam tử chính là Hạ Thiệu Đình, thiếu niên tướng quân ánh trăng của nàng, nữ tử là người hôn sự vài năm nay luôn gặp chắc trở. Trịnh Nhiên, nữ nhi của Trịnh Quốc Công. Nàng nhìn thấy Trịnh Nhiên đang e thẹn nói cái gì đó với Hạ Thiệu Đình, tuy cách khá xa không nghe thấy, nhưng nàng vẫn đoán được có lẽ đối phương đang bày tỏ tình cảm, đường quân giao căng thẳng đến độ kéo căng chiếc khăn trong tay hơn, và nghĩ mình có nên giả vờ đi ngang qua để cắt ngang bọn họ hay không. Nhưng nếu Trịnh Nhiên thực sự có ý, lần này không thành thì lần sau vẫn còn cơ hội nói tiếp, Thay vì sau này bọn họ qua lại ở nơi mà mình không biết, chi bằng hôm nay để bọn họ nói rõ ràng dưới tầm mắt của mình. Nghĩ thông suốt điều này, nàng thu bước chân đang dơ lên của mình về, vảnh tay lắng nghe câu trả lời của Hạ Thiệu Đình, nhưng nàng chẳng nghe thấy cái gì cả, vì thế mà nàng nôn nóng đến độ vò đầu bứt tai. Bên kia, trịnh nhiên thấy Hạ Thiệu Đình khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, tuy hắn không nói gì nhưng nàng nhìn ra ý tứ từ chối, có chốt không cam lòng mà hỏi. Có phải tướng quân cũng thấy ta có số khắc phu không? Hạ Thiệu Đình lại lần nữa lắc đầu, dịu giọng nói. Bản tướng quân xưa nay không tin những thứ này, nhưng có vẻ cô nương rất tin tưởng vào điều này. Trịnh Nghiên hoảng hốt. Nếu cô nương đã có dũng khí nói rõ lòng mình với nam tử, ắt không nên sợ khốn cảnh mới đúng, vì sao còn khổ sở vây khốn chính mình trong lời bịa đặt đến mức không thể thoát ra được? Trịnh Nhiên thật lâu không nói nên lời. Ôi trà, hóa ra nghiên tỷ ở đây hả? Ta đã nói rồi mà. Đột nhiên truyền tới tiếng nói cười mềm mại của nữ tử, Trịnh Nhiên lập tức trầm mặt xuống, ánh mắt hung ác nhìn về phía vài vị quy nữ đang đi tới bên này, trong lòng biết rõ bọn họ nhất định đã đoán được mình vừa làm gì, chắc hẳn cũng đã đoán trúng kết quả, đang chờ xem chuyện cười của mình. Nàng buồn bực vô cùng, nhưng lại không có cách gì, chợt Hạ Thiệu Đình nhìn nàng chắp tay hành lễ. Đa tạ cô nương chỉ đường cho bản tướng, cáo từ. Nàng ngây ngần cả người, trơ mắt nhìn người nọ rời đi. Vừa nãy tướng quân hỏi đường ngươi hả? Quy nữ đứng đầu không dám tin hỏi. Nàng cũng lấy lại tinh thần, cười nhạt. Lúc nãy ngươi không nghe thấy sao? Huynh ấy không hỏi đường ta, thì còn có chuyện gì khác? Nữ tử kia há mỏng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng chuyển đề tài. Thật đáng tiếc, nàng còn tưởng rằng có thêm đề tài về trịnh nghiên để tám chuyện cơ. Đường quân giao thu hết thảy vào mắt, nghi ngờ mà gãi mặt, sau đó đuổi theo hướng hạ thiệu đình rời đi. Ô kìa khéo quá, không ngờ sẽ gặp huynh ở đây. Nàng bước nhanh đuổi theo một đoạn, rồi sau đó tiến vào một con đường nhỏ và bước từ phía bên kia ra, Giả vờ ngẫu nhiên gặp Hạ Thiệu Đình đang đứng bên kia đường, tay chắp sau lưng. Hạ Thiệu Đình cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mặt. Không khéo, vừa nãy ta đã nhìn thấy muội rồi. Nụ cười trên mặt Đường Quân giao cứng lại, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi, nàng vô tội nói. Thế ư? Hóa ra người nói chuyện với Nghiên tỷ tỷ lúc nãy quả thật là huynh à. Ờ. Muội còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Trong mắt Hạ Thiệu Đình tràn đầy ý cười. "Muội không hề nhìn lầm, chính là ta." "Huynh với tỷ ấy nói cái gì thế?" "Ôi trao, nếu như huynh không muốn nói thì cũng không sao cả, dù sao muội chỉ thuận miệng hỏi thôi." Nàng giả bộ không để tâm. Khóe miệng Hạ Thiệu Đình khẽ cong, ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng ấm áp, nhưng lại không hề đáp lời nàng. Đường Quân giao chớp chớp con mắt, tiến đến trước mặt hắn, cô y nói: huynh không nói muội cũng biết tỷ ấy ái mộ huynh nhân cơ hội hôm nay thẳng thắn bày tỏ với huynh phải không hạ thiệu đình chỉ nhìn nàng khẽ cười nhưng không trả lời thấy hắn không nói chuyện đường cô nương không vui mà cau mày lại tiếp tục nói nghiên tỷ xuất thân tốt muội cũng không kém tỷ ấy mặc dù tỷ ấy xinh đẹp nhưng vẫn kém muội một chút còn cái tính tình ủ rũ của tỷ ấy hay là muội Hạ thiệu đỉnh bỗng bật cười. Đồ lừa đảo này ra mặt cũng dày thật đấy. Đây có tính là mượn danh khen người khác nhưng thực chất là để khen bản thân không? Trình cô nương rất tốt. Cuối cùng, đường quân giao cũng nghe hắn chậm rãi lên tiếng. Khi nghe được câu nói của hắn, mắt nàng nhất thời mở lớn hơn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ huynh ấy nhìn chúng trịnh nghiên rồi? Chẳng qua là, quả thực không bằng người nào đó nàng ngẩn người, lập tức nở ra một nụ cười đắc ý. nàng che miệng cười tại chỗ một lát, rồi sau đó cắt bước đuổi theo người đang bước đo khoan thai phía trước. đoạn ngửa mặt níu lấy cổ tay áo của hắn rồi lên tiếng. đình ca, muội muốn nói với huynh. mặc dù huynh lớn tuổi hơn muội một chút, nhưng huynh lại không hiểu nhiều về tâm tư của cô nương, cũng không biết nhiều như muội, nên huynh rất dễ bị người khác lừa. nếu sau này huynh nhìn trúng cô nương nhà nào thì nhất định phải nhớ nói với muội, muội sẽ giúp huynh xem xét kỹ. Huynh nói xem như vậy có được không? Hạ Thiệu Đình mỉm cười nhìn nàng, thấy ánh mắt của nàng long lanh ánh nước, vẻ mặt tràn đầy chờ mong, cuối cùng cũng gật đầu hùa theo nàng. Như vậy cũng được. Lời vừa dứt, hắn thấy ánh mắt của Đồ Lừa Đảo lập tức tỏa sáng, sáng rực như ánh sao trên bầu trời mùa hè, làm nụ cười trên mặt hắn bất giác trở nên tươi tắn hơn. Đình ca, huynh yên tâm nha, mai sau muội nhất định sẽ chọn cho huynh một cô nương tốt nhất. Mặt mày đường quân giao cong cong, nhìn hắn cam đoan. Cô nương tốt nhất là ai? Hạ thiệu đình chợt hỏi. Muội đây. Đường quân giao trả lời ngay mà không cần phải nghĩ, nói xong rồi nàng mới ngộ ra mình vừa nói cái gì, thế rồi lập tức che miệng lại, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Chương 69, định tình. Hạ Thiệu Đình không nhịn được mà khẽ cười. Quả nhiên là cái đồ lừa đảo không biết xấu hổ. Đường quân giao bị rung động bởi nụ cười của hắn, hai mắt nàng tỏa sáng lấp lánh, nhìn chầm chầm vào vẻ mặt vui tươi khó gặp kia. Nàng cảm thấy tiếng cười trầm ấm nhưng đầy từ tính của hắn giống như chiếc lông vũ đang phe phẩy trong đáy lòng nàng, tê tê dại dại, khiến người ta muốn rỗi tay gãi. Hạ thiệu đình bị ánh mắt sáng rực của nàng nhìn đến nỗi nóng bừng cả tai, hắn khép miệng giả vờ ho một tiếng, sau đó cong ngón tay và búng nhẹ lên chán nàng. Con bé lươn lẹo này. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng đi chậm rãi về phía trước. Đường quân giao che cái chán, xoay người dõi theo bóng lưng đang rời đi của hắn, không chút nghĩ ngợi mà lập tức đuổi theo sau, nàng níu lấy cổ tay áo của hắn rồi lắc lư, đôi mắt long lanh chớp chớp, có chút tủi thân phản bác. Người ta còn lâu mới phải đồ lừa đảo phụ thân nói quân giao là cô nương tốt trên nhất trên đời, là phụ thân muội nói mà. Bánh đường của ta đâu? Hạ thiệu đình chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen lúng liếng của nàng, nghiêm túc hỏi. Bánh đường? Bánh đường gì cơ? Chủ đề của hắn quá mức lộn xộn làm cho đường quân giao nhất thời không kịp phản ứng, nàng vô thức hỏi. Hạ thiệu đình không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng, cố ý sụ mặt, trợn mắt gọi lại câu kia con bé lươn lẹo. Đường quân giao dầu môi, dứt khoát ôm chặt lấy tay hắn ăn và. Người ta không phải đồ lừa đảo, không được gọi người ta là đồ lừa đảo. Đồng thời, hứa quân giao cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng dùng thơm và ôm rồi thêm hai miếng bánh đường để dỗ dành hắn. Mắt nàng đột nhiên mở lớn, thoát cái bật cười thành tiếng. Hạ thiệu đình bị nụ cười của nàng làm cho có chút lúng túng, hắn chừng mắt nhìn nàng, gỡ cánh tay của nàng ra rồi bước thật nhanh về phía trước. Đường quân giao vừa cười vừa đuổi theo hắn, cuối cùng cũng biết thiếu niên tướng quân của nàng đang buồn bực chuyện gì, chẳng trách hắn gọi nàng là đồ lừa đảo. Thì ra, vì nàng không đưa bánh đường tới cho hắn nên hắn ghi thủ nàng không thực hiện lời hứa. Làm khó cho hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này đến tận bây giờ. Huynh cúi đầu xuống đây, muội sẽ nói với huynh vì sao muội không đưa bánh đường tới cho huynh. Nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, cười khúc khích nói. Còn có lý do gì nữa? Chẳng phải là đồ lừa đảo này thuận miệng nói xong rồi vứt ra sau đầu sao? Hạ thiệu đình liếc nàng một cái, nhíu mày. Huynh cúi đầu xuống đi mà. Đường quân giao nũng nhịu nói. Hạ thiệu đình hết nói nổi, đành thuận theo nàng mà cúi đầu xuống. Ta muốn nghe xem đồ lừa đảo này lại muốn nói nhảm cái gì. Chụt. Một tiếng hôn vang đội vang lên, kèm theo cảm giác ấp áp mềm mại trên mặt đã thành công chặn lại lời nói còn đang giang dở của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt xinh xắn ngọt ngào trước mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn tựa như muốn vươn tay kéo nàng ôm chặt vào lòng, muốn cản rỡ làm những chuyện trong giấc mơ với nàng. Không đợi hắn phản ứng, đồ lừa đảo lại ngọt ngào nói. Được rồi, lần này muội nhất định sẽ nhớ đưa bánh đường tới phủ cho huynh. Ánh mắt hắn dần dần trở nên sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn. Ồ lừa đảo, muội biết muội đang làm gì không? Biết chứ, muội đang trêu ghẹo huynh. Đường quân dao nhìn hắn cười hồn nhiên vô tội. Tim của hạ thiệu đình đập, thình thịnh, ngày càng dồn dập hơn, Lúc hắn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền lại. Hắn ngay lập tức vòng tay qua eo nàng, dảo bước nhanh như chớp vào trong rừng cây nhỏ, tới khi hai người được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cành lá mới thôi. Hắn cúi đầu định nói với đồ lừa đảo vài câu, nhưng lại thấy ánh mắt nàng đang tỏa sáng, nhìn hắn với khuôn mặt đầy mong chờ. Đột nhiên ôm nàng tới nơi kín đáo này, chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện gì mắc cỡ với nàng sao? nàng có nên rụt rè một chút, giờ vờ từ chối một chút hay không nhỉ? Suy nghĩ của đường quân giao bay nhanh như gió, nhưng từ khi ánh mắt của hai người giao nhau, nhịp tim của nàng rối loạn lúc nào không hay, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì khác. Tình hình của Hạ Thiệu Đình cũng không khá hơn nàng là bao, khuôn mặt tuấn tu nóng bừng, tim đập, thình thịch thình thịch, càng ngày càng nhanh. Sau một lúc lâu, hắn dần dần kề sát vào nàng vòng tay đang ôm eo nàng cũng từ từ siết chặt hơn hắn cúi đầu xuống môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại đỏ mọng và ngọt ngào như mật của nàng đường quân giao chỉ cảm thấy tim đập như trống nàng cố gắng mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời để nhìn người đang gần trong gang tấc này đồng thời cảm nhận được hơi thở và mùi hương khoan khoái quen thuộc đang vấn vít khắp mũi hô hấp của hai người bắt đầu rối loạn hạ thiệu đình thở gấp cuối cùng cũng không kìm được mà ấn mạnh nàng vào lồng ngực của mình sau đó ôm chặt lấy nàng và mạnh mẽ đặt môi hôn xuống cô nương trong ngực thơm mát mềm mại yêu kiều nàng nhu thuận kề sát vào ngực hắn mặc hắn tùy tiện đòi hỏi trong phút triền miên hắn gần như phải vắt kiệt ý chí của mình mới miễn cưỡng buông đôi môi của nàng ra nhìn khuôn mặt tươi tắn như đào mẩn rung động lòng người tựa phù dung trong ngực Tim hắn đập càng dồn dập hơn, gương mặt anh Tuấn từng đỏ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Đường Quân Dao từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong trong veo ngập nước, cánh môi đỏ hồng trơn mọng ướt át, mắt nàng chớp chớp vài cái, nhìn về phía hắn với vẻ ngượng ngùng, cũng có chút vui sướng. Mặt hai người đều đỏ bừng bừng, Hạ Thiệu Đình chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô hạn, ánh mắt hắn ôn nhu như ánh trăng trên mặt nước vào ban đêm nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng và nuông chiều khiến người ta không thể phớt lờ. Đình ca. Hắn nghe thấy cô nương mềm mại, yêu kiều trong lòng đang khẽ gọi mình. Ừ. Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc mai xóa xuống má mặt nàng, ôn nhu đáp lời. Chàng đang trêu ghẹo ta ư. Hắn giật mình, sau đó bật cười trầm thấp, chán hắn trống lên chán nàng, nhìn vào hắn trong mắt đang sáng lấp lánh của nàng, cười yêu chiều. Đúng vậy, ta đang trêu gẹo nàng. Thoát cái, đường quân dao nở ra một nụ cười xinh đẹp, nàng cười hì hì hỏi. Vậy chàng có công nhận quân dao là cô nương tốt nhất không? Phải, quân dao là cô nương tốt nhất, cũng là đồ lừa đảo xấu xa nhất. Hạ thiệu đình cười dịu dàng, giọng nói trầm lắng chất phác, giọng nói của hắn lọt vào trong tay của đồ lừa đảo khiến lỗ tai của nàng ngơ ngứa nhìn không đặng duỗi tay ra rụi rụi. Đã nói huynh đừng gọi người ta là đồ lừa đảo. Nàng không thuận theo mà chọc vào mặt hắn. Hạ thiệu đình chỉ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu của hắn suýt nữa khiến nàng chết đắm trong đó. Đường quân giao quyết định không cùng hắn quấn quyết nữa, nàng nhón mũi chân, hai tay vòng lên cổ hắn, ngọt ngào hỏi. Thế huynh có thích cô nương tốt nhất và đồ lừa đảo xấu xa nhất này không? không đợi hắn trả lời nàng đã nôn nóng bổ sung thêm một câu nhanh nói thích đi hạ thiệu đình tình cảnh này dường như có chút quen thuộc nhanh nói đi mà huynh cũng đã hôn người ta rồi thấy hắn không trả lời đồ lừa đảo không hài lòng thoát cái khuôn mặt tuấn tú của hạ thiệu đình lại ửng đỏ muốn để một người hướng nội như hắn nói ra câu đấy trung quy cũng có chút khó khăn chẳng qua trông dáng vẻ huynh không nói thì muội sẽ khóc cho huynh xem của nàng lại thêm mình vừa làm chuyện vượt quá khuôn phép với nàng nếu hiện giờ không bày tỏ tấm lòng với nàng nói không chừng sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết cho nên mặc dù biết đồ lừa đảo này chắc chắn đang giả vờ nhưng hắn vẫn thấp giọng trả lời thích vừa dứt lời đôi môi của hắn liền bị người nào đó hôn lướt qua một cái hắn hít thở không thông theo bản năng ôm chặt đồ lừa đảo vào trong lòng, liên tục hít thở sâu vài cái, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn xúc động muốn mạnh mẽ hôn nàng. Đồ lừa đảo thảo mai này chỉ giỏi khơi gợi cái xấu, nàng khiến hắn không thể sống nổi mất. Khuôn mặt Đường Quân giao dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập vừa nhanh vừa dồn đập của hắn, trái tim nàng ngọt lịm giống như ăn kẹo mật, cũng giống như đang ôm một chú thỏ trong lòng, nó điên cuồng nhảy, thình thịch thình thịch hai người im lặng ôm nhau một lát sau đó hạ thiệu đình mới liêu luyến buông nàng ra đi thôi nếu còn không đi hắn sợ tuyến phòng thủ của mình sẽ hoàn toàn thất thủ đường quân giao cười dịu dàng hướng hắn gật đầu nhìn trông vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào giả dạ. hai người sóng vai mà đi vừa từ rừng cây nhỏ ra mới đi được một đoạn đã thấy phạm quảng hấp tấp chạy tới Phạm Quảng thấy cử chỉ thân mật của hai người, trên mặt tướng quân nhà mình còn xuất hiện một nụ cười không thể không xem nhẹ. Hắn lại nhìn sang tiểu yêu nữa thì thấy ánh mắt của nàng ta dịu dàng như mặt nước, Phạm Quảng nheo mắt, trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Không lẽ tiểu yêu nữa đã làm gì đó với tướng quân? Ôi phương thể nào! Tướng quân anh minh uy phong, đáng lẽ phải nhìn thấu lớp ngụy trang của tiểu yêu nữ mới đúng hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì Hạ Thiệu Đình đã nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì? Hắn lập tức hồi thần, vội vàng tiến đến dì tai. Đường quân giao chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ, đông địch, xong cũng chẳng quá để ý. Sau một lát, nàng nghe thấy Hạ Thiệu Đình dịu giọng nói. Bảo nha, ta còn có việc nên không thể ở bên nàng được nữa, ta đưa muội đến đằng trước tìm ngũ công chúa nhé. Không cần đâu, nếu chàng có chuyện thì cứ đi trước đi nơi này người tới người lui cách trăm mét lại có thì vệ bảo vệ có thể xảy ra chuyện gì được chứ đường quân giao ân cần nói hạ thiệu đình không yên tâm nhưng thấy nàng một mực kiên trì lại biết những lời nàng nói không phải giả cũng bởi vì không thể để lỡ công sự vì vậy dặn dò nàng hết lần này tới lần khác sau đó mới dẫn theo phạm quảng gấp rốt rời đi đường quân dao cứ mãi dõi theo bóng răng hắn cho đến khi bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt, bấy giờ mới lưu luyến thu lại tầm mắt, nhưng khóe miệng luôn cong lê. Chim chóc trong rừng dường như cũng cảm nhận được niềm vui của nàng, còn vì nàng cất cao giọng hót, tạo thành một giai điệu vui vẻ. Bản vương còn tưởng vị nào, hóa ra là thiên kim của đường địa nhân. Bỗng nhiên, phía sau có một giọng nói tao nhã chuyển đến, nàng dừng bước quay người, vội vàng cúi người hành kế. Tín vương điện hạ. Quân giao muội muội không cần đa lễ. Tín vương mỉm cười tiến tới nâng nàng lên. Đường quân giao tỉnh bơ lùi về sau nửa bước, bộ dạng kính cần phục chung, rủ mắt tránh sang một bên. Nào biết tín vương không hề rời đi, dường như tâm trạng khá tốt nên muốn tán dóc với nàng. Sao quân giao muội muội lại ở đây một mình? Ngũ hoàng muội không ở cùng muội sao? công chúa điện hạ ở phía trước nói chuyện cùng triệu nghi nương nương muội nhất thời ham ngắm cảnh nên vô tình đi xa bây giờ đang muốn quay về tìm công chúa điện hạ hóa ra là thế đúng lúc bản vương cũng muốn đi tìm mẫu phi chi bằng ta cùng quân giao muội muội đi cùng nhau luôn đi tín vương dịu giọng nói đường quân giao không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên lại nhiệt tình với mình như vậy tuy từ bé nàng đã vào cung làm thư đồng của công chúa nhưng ngoài việc quen biết với vài vị công chúa ra nàng chỉ quen với dự vương bởi vì khi ấy còn nhỏ nên được giữ lại trong cung đọc sách còn những hoàng tử khác nàng chỉ thấy hơi quen mặt mà thôi hơn nữa bây giờ nàng cũng không còn là đứa trẻ thiếu hiểu biết nàng đương nhiên biết rõ nếu mình đi cùng tín vương đoạn đường này cho dù bọn họ trong sạch thì cũng không thể ngăn được những gì người khác nghĩ lòng nàng đã có thiếu niên tướng quân ánh trăng rồi tất nhiên sẽ không để mình rơi vào những tin đồn bất chính với người khác vì thế nàng bèn giả bộ hồn nhiên không hiểu sự đời không được đâu nương muội nói muội đã trưởng thành không phải là đứa trẻ nữa phải chú ý tránh tị hiềm huống chi tín vương điện hạ có nhiều người ái mộ như thế nếu muội đi cùng ngài đoạn đường này chắc chắn sẽ bị các nàng ghi thù tín vương sửng sốt hắn không ngờ rằng tiểu cô nương này lại thẳng thắn như vậy cho dù hắn quả thực có ý định để mọi người nhìn thấy hắn thân thiết với nữ nhi của đường Tùng Niên, nhưng khi bị nàng vạch trần như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục kiên trì. Quân giao muội muội lo lắng cực kỳ đúng, là bản vương không suy nghĩ chu toàn. Thôi được, vậy thì bản vương đi trước, quân giao muội muội đi thong thả là được. Đường quân giao vội vàng hành lễ. Cung tiến điện hạ. Giọng nói của tiểu cô nương trong trèo, du dương như tiếng chim hoàng oanh khiến người ta nghe mà vui thích tín vương quan sát nàng thật kỹ tiểu cô nương có khuôn mặt phù dung đôi mắt to long lanh như thể biết nói chuyện da thịt nõn nà như mỹ ngọc thượng hạng còn nhỏ mà đã trổ mã như hoa như ngọc tính tình lại còn ngây thơ ngoan ngoãn không dành thế sự không thể không nói tiểu cô nương này quả thực rất hấp dẫn giờ khắc này hắn cảm thấy dù cho cô nương này không phải nữ nhi của đường tùng niên dựa vào sự mềm mỏng và diện mạo thoát tục của nàng hắn nguyện ý nạp nàng vào vương phủ đường quân giao trước nay luôn nhạy cảm nàng đương nhiên ý thức được sự xấu xa trong ánh mắt của người đang nhìn mình nàng thoáng nhíu mày ấn tượng của nàng đối với tín vương điện hạ lại tệ hơn một chút chỉ mong đời này dự vương vẫn ngồi trên vị trí đó để tránh người khác được hời nàng thầm nói Tín vương vẫn nhớ rõ thân phận của mình, cũng không ở lại lâu. Gần đây, mặc dù chúng quần thần đang yêu cầu xác lập hắn làm tân thái tử, nhưng hắn biết rất rõ, vài vị triều thần thật sự được phụ hoàng coi trọng không hề ngỏ ý ủng hộ hắn, mà đường tùng niên chính là một trong số đó. Hắn biết, muốn ngồi lên vị trí thái tử, nhất định phải có được sự ủng hộ của những người này. Mấy ngày này hắn vẫn luôn nghĩ mọi cách lôi kéo bọn họ chỉ tiếc là không có hiệu quả. Không lôi kéo được, hắn đành phải suy nghĩ cách khác. Nghe nói đường tùng niên thương yêu nữ nhi nhất, nếu hắn có thể nạp đường quân giao làm chắc phi, cũng tương đương với việc kéo đường tùng niên về phía mình. Vốn dĩ mục đích ban đầu của hắn khi tiếp cận đường quân giao là để mưu cầu đại sự, nhưng vừa nãy quan sát kỹ cô nương kia, hắn lại cảm thấy cho dù nàng không phải nữ nhi của đường tùng niên thì hắn cũng không muốn để mất một tiểu mỹ nhân như thế. Bàn đêm khi đi ngủ, đường quân dao mặc trung y ngồi khoanh chân trên giường, nàng lại nhớ đến nụ hôn ban sáng của thiếu niên tướng quân ánh trăng, khuôn mắt thoát cây đỏ bừng, ánh sáng rực rỡ trong mắt làm người ta phải kinh ngạc. Chào ôi, thiếu niên tướng quân ánh trăng hôn nàng nha. Lại còn hôn môi, rồi thừa nhận thích nàng nữa chứ, thực sự khiến người ta hưng phấn quá đi thôi. Nàng vui vẻ nghĩ, cảnh tượng tình ý triền miên từ từ hiện lên trong đầu nàng, trong phút xúc động, nàng nhắm mắt, chụt, một cái vào hư không như thể người nọ đang ở trước mặt mình. Ngay sau đó, nàng e lệ che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại, đổ người xuống giường, ôm chăn gấm lăn qua lăn lại. Ây ra, mắc cỡ quá, mắc cỡ quá nhưng cũng vui quá đi, vui quá đi, đại anh hùng, thiếu niên ánh trăng trong lòng nàng đã hôn nàng. Nàng xoay nhẹ cánh môi ấp áp, nhớ lại cảm giác bị người nọ hôn khi đó, nghĩ tới nghĩ lui lại ngượng ngùng đến độ chui hẳn khuôn mặt vào trong chăn. Sau một hồi tự mình ngây ngất, cuối cùng đường quân giao cũng lấy lại được bình tĩnh, nàng sờ khuôn mặt nóng rực của mình rồi nhớ đến hành động ấu trĩ vừa nãy, nàng không khỏi khinh bì bản thân đúng thật là mình cũng không phải cô nương ngây thơ hồn nhiên không hiểu sự đời sao có thể biểu hiện như thể một đại cô nương mới lần kiều hoa lần đầu vậy quá không có tiền đồ dù rằng như vậy nàng biết rất rõ lần này không giống nhau lần này nàng toàn tâm toàn ý đối xử với một người mà không mưu cầu lợi ích hay mang theo bất kỳ mục đích nào một người khiến cho nàng biết rằng mình đã động lòng từ lúc nào không hay cho nên lúc người nọ hôn nàng nàng bèn trở nên căng thẳng, ngượng ngùng, vui sướng, cũng xuất hiện một loại cảm giác tê dại rất lạ lùng. Nhưng mà, vừa nghĩ đến ở đời trước Hạ Thiệu Đình chết trẻ, hai hàng lông mày của nàng cau chặt lại. Mấy năm nay nàng vẫn luôn chú ý đến tình hình sức khỏe của Hạ Thiệu Đình. Bấy giờ, hàng tháng nàng đều nhờ và thái y trong cung đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho hắn. Nàng biết mặc dù hắn có vài vết thương cũ, nhưng nó không phải thương thế nghiêm trọng gì, và sẽ không ảnh hưởng đến mạng sống của hắn. Điều đó có nghĩa là tình hình sức khỏe của hắn sẽ chuyển biến đột ngột trong những năm kế tiếp. Cô nương sao vậy? Sao sắc mặt lại tốt như vậy? Ôi trời ơi, chán cũng nóng, chẳng lẽ bị cảm lạnh phát sốt rồi sao? Không được, nô tỳ phải nhanh chóng sai người đi mời đại phu. Làm thuần không hay chuyện đi vào, thấy mặt nàng đỏ bừng, con mắt long lanh thì quính lên, nàng ta không nói hai lời mà duỗi tay chạm vào chán nàng, vừa chạm đã sợ hết hồn, định xông ra ngoài đi mời đại phu. Đường quân giao vội vàng kéo nàng ta lại, đùa cái gì vậy, nếu để nàng ta đi tìm đại phu mới thật sự là cho cười đấy. Ta không sao, chỉ cảm thấy hơi oi bức thôi, ngươi mở cửa sổ ra chút đi, ta hít thở không khí một chút là ổn rồi. Làm thuần nhìn chằm chằm nàng với vẻ hoài nghi thấy nàng trừ mặt đỏ, con mắt sáng rực ướt át hơn thường ngày thì cũng không có vẻ khó chịu. Lúc này mới tin lời nàng nói. đúng rồi cô nương, lúc nãy cô họ đưa thiếp mời tới đây, mời nhà chúng ta đến phủ họ làm khách. làm thuần vừa giúp nàng thu xếp giường vừa nói. cô họ là vị trần phủ sao? đường quân giao hỏi. không phải nàng ta thì còn ai vào đây? nghe nói phu quân của nàng ta có được công việc tốt, nay thăng quan tiến chức lại thấy hai nhà lâu rồi không gặp cho nên mới thiết yến mời mọi người đến tụ họp. Bên đại phu nhân và nhị phu nhân cũng nhận được thiếp mời, có lẽ mọi người đều đi. Đường quân giao cười nhạo. Nếu muốn gặp mặt thân thích lâu ngày không gặp thì bọn họ tự mình đến nhà thăm hỏi là được rồi. Cần gì phải cất công thiết yến mời khách làm chi? Chẳng qua là dáng vẻ rời khỏi đường phủ ngày đó không đẹp mắt bây giờ nở mày nở mặt hồi kinh nên muốn tìm lại thể diện ngày đó mà thôi thôi được dù sao dạo này nàng cũng rảnh chi bằng đi nhìn cô họ không xa được vào lòng lão già nhà nàng năm đó cũng được nói đến hạ thiệu đình ngày hôm đó bận thẳng tới lúc lên đèn mới trở về phủ sau khi rửa tay rửa mặt xong thì lại thuận mồm hỏi hôm nay phủ đường thượng thư có đưa đồ gì tới không mấy ngày nay hạ nhân đã nghe không biết bao nhiêu lần về vấn đề này lần này lại nghe thấy câu hỏi quen thuộc như vậy, trong đột nhiên tràn đầy tự tin, ngay cả giọng nói cũng cất cao một chút. Hồi bẩm tướng quân, nửa canh giờ trước, phủ đường thượng thư đưa tới một hộp bánh đường. Nhưng mà bây giờ nó đã nguội rồi, nếu tướng quân cần. Mang đến đây. Hạ thiệu đình cắt ngang lời hắn, phân phó. Người nó không dám chậm trễ, tự mình đi lấy hộp bánh đường đã nguội từ lâu. Hạ Thiệu Đình đưa một miếng bánh vào mồm, nhẹ nhàng cắn một cái, mùi vị ngọt sắc tràn ngập trong khoang miệng. Thật ra hắn đã qua cái độ tuổi thích ăn đồ ngọt từ lâu, thậm chí còn tránh xa những loại đồ ngọt đến phát ngấy này, nhưng giờ phút này hắn lại ăn đến ngon miệng, mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng chậm rãi kéo tới đáy lòng hắn, khiến khóe miệng của hắn bất giác khẽ nhếch lên. Cuối cùng đồ lừa đảo thảo mai cũng thực hiện lời hứa rồi. Hạ Thiệu Đình nghĩ tới tiểu cô nương ngọt ngào như miếng bánh đường trong tay, lại nhớ tới cảnh tượng tình nồng ý đượm ban sáng khiến tim hắn phát nóng, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn vội vàng uống mấy ngụm trà ấm, áp xuống những sao xuyến trong tim. Hắn vui mừng, vui mừng vì năm sau đồ lừa đảo đã đến tuổi cập kê, cũng có thể nghị hôn. Đến lúc đó, hắn nhất định phải lấy được sự đồng ý của đường đại nhân và đường phu nhân, sau đó cưới đồ lừa đảo về nhà phủ của hắn rộng lớn như vậy, chính vì vắng bóng dáng của người kia, thiếu tiếng cười của người kia, nên nó mới trông trống trải đến vậy. Dường như nhìn thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình và đồ lừa đảo sau này, khiến nụ cười trên mặt hắn cũng không che giấu nổi nữa, điều này cũng làm cho Phạm Quảng đang bước vào phải nổi lên nghi ngờ. Sao tướng quân lại cười đến mức phơi phới anh như thế chứ? Không giống ngài ấy. Chắc chắn ngài ấy bị ảnh hưởng bởi tiểu yêu nữ rồi hắn lo lắng cau mày cho đến khi hạ thiệu đình phát hiện ra bóng dáng của hắn bất đắc dĩ hỏi có việc gì hắn định thần vội tiến lên bẩm báo tướng quân trấn viễn tướng quân đỗ thành trung muốn gặp ngài bây giờ đang đợi ở ngoài cửa kia đỗ thành trung nụ cười trên mặt hạ thiệu đình tắt ngóm từ sau khi hai người đánh nhau một trận kia hai bên vẫn luôn coi nhau như người xa lạ dù có gặp nhau trên chiều cũng chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Bây giờ có chuyện gì mà khiến ông ta chủ động tìm tới cửa? Tuy không muốn gặp người nọ nhưng hắn vẫn không thể không đứng lên đón chào. Trong phòng khách, Đỗ Thành Trung chắp tay sau lưng đứng ngồi không yên. Ông ta không ngừng trông ra ngoài cửa và chờ đợi sự xuất hiện của người người. Tướng quân của các ngươi đâu? Sao còn chưa tới? Đã sai người đi bẩm báo chứ? Hắn sốt ruột hỏi. Đỗ tướng quân yên tâm, trước đó đã có người đi bẩm báo tướng quân rồi. Hạ nhân cung kính trả lời. Sao còn chưa tới? Đáy lòng Đỗ Thành trung nôn nóng, ngày càng đứng ngồi không yên. Cuối cùng, khi lòng hắn sắp hết kiên nhẫn thì chợt thấy bóng dáng cao lớn của người trẻ tuổi kia. Thiệu Đình. Mắt hắn sáng lên, lập tức lao ra, kích động gọi Hạ Thiệu Đình cau mày, chắp tay hành lễ với vẻ mặt nhàn nhạt, thái độ khách khí mà xa cách. Đỗ tướng quân. Đỗ Thành Trung không chút để ý vẻ lạnh nhạt của hắn, hắn kích động vuốt nhẹ bàn tay, nhìn Hạ Thiệu Đình với ánh mắt sáng quắc. Nương con tên là Sở Vân Tương phải không? Lòng Hạ Thiệu Đình chấn động, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, chẳng qua giọng nói có chút không vui. Xin Đỗ tướng quân hãy tôn trọng tục danh của tiên mẫu đỗ thành trung không mảy may quan tâm đến thái độ của hắn ông ta vui mừng nói nếu mẫu thân con là sở vân tương vậy thì con chính là nhi tử của ta nhi tử duy nhất của đỗ thành trung ta hạ thiệu đình hờ hững giọng nói có chút châm biếm có phải tướng quân muốn có nhi tử đến phát điên rồi không bản tướng họ hạ tiên phụ hạ bính bằng đã qua đời nhiều năm bản tướng không có thói quen nhận cha một cách bừa bãi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn